sân bay và máy bay có lẽ sẽ mang đến sự lo lắng cho nhiều người vào lúc này, nhưng thực ra đây mới chính là phương tiện an toàn nhất thời điểm hiện tại, vì các hãng hàng không đều phải đáp ứng nghiêm ngặt những quy định phòng dịch của quốc tế. Thế nên chúng ta cứ yên tâm mà vi vu thôi. Các bạn thấy không, ai ai cũng tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn mọi lúc mọi nơi. Cả phi hành đoàn đều được kiểm tra sức khỏe và trang bị phòng dịch đúng tiêu chuẩn. Và đặc biệt là không khí. Không khí trong máy bay được lọc sạch các loại vi khuẩn, virus và bụi nha. Vì thế, việc của chúng ta là lên kế hoạch, săn vé máy bay, thở đều và mơ về vùng biển vắng mà thôi. Khi đến với thành phố biển, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc trải nghiệm những hoạt động trên mặt nước. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cách tốt nhất để khám phá thành phố biển chính là việc đi bộ hay chưa? Và nơi mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn đấy chính là Dốc Lết. Ủa? Nhưng mà sao lại gọi là Dốc Lết nhỉ? Cái này á? Dốc Lết khi xưa có rất nhiều đụn cát cao, người ta phải lết đi mới vượt qua được. Nhưng các đụn cát giờ đã san phẳng và Dốc Lết không còn khó đi nữa. Em thấy là cát rất là mịn này. Đúng em. Em đoán nhá. Đúng. Cái cát này là xe máy hay ô tô đi vào vẫn được. Rồi đi rất là bình thường em. Và cái độ lài của biển đó, nó rất là lài. Mình có thể đi ra cả 100 mét và nước cũng chỉ mới là tới ngang ngực mình. Nghĩa thậm chí là đi bộ ở dưới đúng. Mặt biển cũng được đúng không ạ? Đúng, đúng, đúng em. Đúng em. Biển Dốc Lết rất nông, cách xa bờ 100 mét mà nước cũng chỉ ngập đến ngực nên rất an toàn với mọi người. Có lẽ vậy mà nơi đây trở thành một địa điểm ưa thích cho những người thích biển nhưng không biết bơi nhỉ. Người ta vẫn thường hay nói rằng là lội sông, lội suối. Nhưng khi đến với bãi biển Dốc Lết ngày hôm nay, tôi còn phát hiện ra thêm một khái niệm nữa là lội biển các bạn ạ. Ngoài đi bộ ở Dốc Lết, ở Nha Trang còn có chỗ nào thú vị để đi bộ không nhỉ? Câu trả lời là có đấy. Nếu như bạn nghĩ đi bộ chỉ đơn giản là bước đi trên mặt đất, thì khi đến với thành phố biển Nha Trang, đi bộ sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Để đi bộ dưới đáy biển, bạn không cần phải luyện tập gì nhiều. Bạn chỉ cần một chiếc mũ để cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài đáy biển là được. Theo Phong được biết, thì người nhỏ tuổi nhất từng đi bộ dưới đáy biển ở đây là một em bé 4 tuổi đấy. Vậy nên chẳng có lý do gì để trì hoãn trải nghiệm này khi đến Nha Trang cả. Bạn nhìn xem, những chú cá dễ thương như thế này thì ai mà lại không thích mê cơ chứ? Ở Nha Trang có một món ăn không lối thoát, đi đâu cũng thấy nó, không thoát được. Bánh xèo. Bánh xèo á? Lại là bánh xèo. Đi đâu cũng thấy bánh xèo. Thế thì phải ăn bánh xèo thôi. Bánh xèo là một trong những món ăn vặt phổ biến nhất ở Nha Trang. Bánh xèo ở đây nổi tiếng bởi bộ đôi tôm mực chứ danh được đổ khuôn trên những chiếc chảo tí hon bắc trên một chiếc bếp lớn, đặc trưng cho cách làm bánh xèo ở miền Trung. Ở Nha Trang, người ta ăn bánh xèo vào bữa xế chiều, nên nếu bạn mà có thòm thèm vào ban sáng thì cũng phải cố bấm bụng mà đợi nhá. Quả là một lựa chọn tuyệt vời để khép lại một ngày đi bộ ở Khánh Hòa. Hết rồi. Ôi, tao thêm một đĩa nữa với ạ.